Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì hôm nay channel của mình sẽ bán một số đồ nhé. Thì mình sẽ làm ra hai phần, đó là phần 1, phần 2. Nếu mà mình quay video mà nó hết dung lượng nhanh ý, thì mình sẽ làm phần 2 nhé. Nếu mà đủ cả hai phần thì mình sẽ làm một phần thôi nhé. Ok. Thì giá mình sẽ ghi dưới phần mô tả. Còn cái này thì mình sẽ mang cho các bạn xem thôi nha. Ship thì mình cũng không biết giá được, tùy từng nơi thôi nhé. Mình cũng không ra hỏi ship đâu, tại vì mình cũng hơi lười một chút, các bạn thông cảm nhé. Thì ship thì mình sẽ ship, nhưng mà các bạn phải mua trên 25k mình mới ship nha. Mua trên 25k mình mới ship. Còn nếu bạn nào mua dưới 25k ấy, thì các bạn đến tận nhà mình lấy hàng nhé, mình không ship đâu. Mua trên 25k mình mới ship nha. Ok. Đầu tiên là những cái cục tẩy như này. Mấy cục tẩy này thì hôm bữa mình có đăng một video bán rồi, nhưng mà bạn đấy không mua nữa. Thế nên mình đã xé cái bọc kia ra. Đây là hàng bị bom nha. Mới luôn nha, chưa rùng một tí nào. Mình mới mua được mấy tuần trước Tết thôi. Mình đợi mãi mà chả thấy ai mua nên mình làm video đăng lên luôn. Đấy. Đây. Thì mình có một số đồ thì mình sẽ nói giá trên video, còn một số đồ thì mình sẽ không nói giá đâu nhé. Ok. Thì đây là những cục tẩy, mình có 5 cái, 1 2 3 4 5 thì có hai cái màu hồng, hai cái màu đỏ và một cái màu hồng nhạt. Cái màu hồng nhạt. Thì một cái như thế này, một cái tẩy như thế này mình bán với giá là 5k nhé. 5k một cái tẩy như thế này. Đó, rất là mới luôn, rất là mới. Thì bạn nào mua hết là giá là 15k nhé. Tẩy này, bạn nào mua hết giá 15k. Đó. Rất là mới luôn. Tiếp theo là thế này nhá. Mình biết là đã qua Tết rồi, nhưng mà mình đang rất là cần vốn, thế nên là mình phải cho đi cái này. Đây, một bao lì xì rất là đẹp luôn. Đó. Màu đỏ rất là đẹp, có trái đào. Đây là một cái mặt con khỉ hay sao? Con khỉ à? Gì các con khỉ? Đây, hai cái tai này. Mặt tròn. Năm con gà thì mặt con khỉ. Có hai trái đào ở đây, có một trái đào ở đây, một trái ở đây. Đây có một con chim ở đây. Đây là một bao lì xì. Vẫn rất là mới. Quay chỗ hơi tối nha. Bao lì xì này vẫn rất là mới mà. Sáng đây được à, lì xì? Dạ. Sáng đây được à? Làm gì, con làm gì được đâu. Để thấy về cháu đêm đi. Để về được. Dạ. Để cháu được à? Chắc thế, cháu chả biết. Thấy cục lì xì ra đêm. Mình đang nói chuyện với bà nha. Đây, màu đỏ. Tiếp theo là những cái cục như thế này, bông rất là mịn mềm, ở giữa có một cục vải nha, thế nên nó cứng giữa thôi, nhưng mà mịn mềm ở ngoài nha. Cái bông này rất đẹp. À, mình cũng nói luôn là cái này là thôi cứ quay cái này đã. Hai cục bông rất là đẹp. Cái cục này thì mình có 4 cục nha. Đó, màu tím nha. Có một số chỗ thì màu tím nhạt nha. Một số chỗ thì tím đậm. Ở trong video này nó màu nó thành màu bạc nha các bạn. Có cái móc nha, để các bạn có thể móc vào tường, hoặc là để móc vào cái móc chìa khóa ấy.
Đây cái móc này. Đùa. Đó. Rồi tiếp theo là vỏ trứng Gudetama nhé. Thì vỏ trứng Gudetama thì mình có 3 loại. Một hai loại là vỏ trứng Gudetama, còn một loại thì là vỏ trứng heo biển Thái nhé. Đây. Đây là heo biển Thái, vỏ trứng heo biển Thái màu hồng. Rất là đẹp luôn nha. Mình đã chơi qua một ít rồi. Đó. Thế nên là nó không được sáng bóng như là mới mua, nhưng vẫn rất là bóng luôn. Màu hồng. Mấy chỗ này vẫn rất là đậm nha. Mấy chỗ này này. Đó. Tiếp theo là một vỏ trứng Gudetama đang cười ra nước mắt. Đây rất là đáng yêu luôn. Mình đã chơi qua thế nên bên trong có một Islam nhé. Đáng yêu. Rất là cute. Con này cũng rất là cute luôn. Tiếp theo là video. À tiếp theo là con này. Đây. Là một em. Đấy nhá. Của em Gudetama đeo kính. Rất là ngầu. Rất là ngầu luôn. Chỗ này hơi bị phai đi một tí rồi nha. Tại vì mình đã chơi qua rồi mà. Đây chỗ này mắt kính thì phai ở chỗ phần dưới này. Không sắp cả. Rất là bóng loáng. Màu vàng nhé. Hai em này màu vàng. Còn đây là heo biển Thái nha. Cái này là giá riêng, còn hai em này là giá riêng nhé. Tiếp theo là đâu nhỉ? Đợi mình một chút. Tiếp theo là hộp này rất là bự luôn. Hộp khâu thêu nha. Hộp này thì là em mình đã học rồi, thế nên bây giờ em mình không cần nữa. Em mình cho mình. Thì mình đã học qua cái lớp này rồi. Bây giờ mình đã học lên cấp 2 rồi, em mình học cấp 1, nhưng mà mình lấy lại để chơi khâu thêu thôi. Mấy cái mảnh mình khâu thêu mình đã bỏ ra rồi. Mình đã bỏ ra rồi nha. Rồi mình sẽ phóng to lên cho bạn xem. Đúng á, vẫn rất là mới luôn. Kéo mới. Cái thêu mới. Em mình dùng rất là ít vải, thế nên bây giờ còn rất là nhiều vải luôn nhé. Hộp để kim mới. Kim thì vẫn rất là nhiều. Để mình nắp lại, nếu không nó rơi ra thì nó sẽ chọc vào tay mọi người. Nắp khó quá. Được rồi. Rồi tiếp theo là một cái thước mới. Mới toanh. Vải thì nó hơi lộn xộn một chút, tại vì mình đã chơi qua rồi. Đây. Nhưng mà có một số loại vải thì mình chơi xong mình cắt gọn nhé. Đây. Mình hay lười. Tiếp theo là thước kẻ. Tại vì đây là kiểu như là cái phấn để kẻ, phấn màu ấy. Nó bị nhòe ở đây nên là nó bị tô vào thước này. Nhưng vẫn rất là tốt nữa. Tiếp theo là phấn. Phấn thì có hai màu. Một màu là màu tím. Còn một màu là màu xanh. Và có một hẳn một cái bọc như thế này nha. Rất là nhiều phấn luôn. Vải thì có hai loại vải nhé, một loại vải là màu trắng tinh,
Còn một loại vải là màu hoa văn nhé, hoa văn màu đen. Bên dưới có giấy in nha. Giấy in. Ok. Hộp này thì mình sẽ để giá ở dưới dưới nha, ở dưới phần mô tả. Các thứ mình vừa quay xong mình đều để giá dưới phần mô tả hết nhé. Mình sẽ đóng nắp lại. Nếu bạn nào mua thì mình sẽ đóng nắp lại cẩn thận. Rồi bây giờ mình sẽ để xuống này. Tiếp theo là như thế này. Thì bây giờ mình không quay nữa, mình sẽ bị hết dung lượng nhiều. Thế nên là bây giờ video của mình đến đây kết thúc nha. Thì chút nữa mình sẽ làm một video bán một số đồ phần 2. Thì đây là phần 1 nhé. Nếu bạn nào thích video của mình, các bạn nhớ cho video của mình một like, share, chia sẻ với bạn bè và đăng ký kênh nhé. Ok, và nhớ comment bên dưới ý kiến riêng của bản thân. Nếu bạn nào muốn mua thì nhớ comment bên dưới này, tên này, số điện thoại này, địa chỉ này. Tên, số điện thoại, địa chỉ nhé. Ok, chào tạm biệt.